sống ở thành Trường An. Từ đó về sau, cô vẫn thường nhắc đến Bạch Cư Dị với mọi người. Tên tuổi của ông cũng nhanh chóng được lan truyền. Thơ của ông Bạch Dị đời thường tả tình. Tương truyền mỗi lần ông làm thơ, ông đều đọc cho bà cụ nghe. Nếu bà cụ nghe hiểu, ông mới tỏa ý. Vì thế thơ ông rất đơn giản, gần gũi với mọi người, đi sâu vào lòng người, được đông đảo dân chúng yêu thích và lưu truyền rất rộng rãi.